đây là lớp cá biệt của trường trung học. Mọi người gọi lớp học này là lớp trừ khử giáo viên. Bạn xem mới sáng ra, một cô giáo không chịu được áp lực, bị bọn họ ép đến mức phải tự sát. Mặc dù không chết, nhưng cũng phải vào bệnh viện. Nhưng điều mà bọn họ không biết, ngày tháng tốt đẹp của mình sắp kết thúc rồi. Bởi vì hôm nay có một thầy giáo mới tới, còn lưu manh hơn bọn họ nhiều lần, còn ác hơn cả bọn họ. Người đàn ông này tên là Chris, 13 tháng trước vì cướp ngân hàng nên bị bắt vào tù. Hôm nay mới được thả ra, liền đi tìm bạn, muốn lấy lại số tiền lớn trước đây đã cướp được. Nhưng không ngờ rằng, số tiền được chôn ở bãi đất trống cạnh trường học. 13 tháng trôi qua rồi, nhà thể dục của trường đã được xây dựng trên miếng đất trống đó. Không còn cách nào, anh ấy nảy ra một ý định điên rồ, đến trường ứng tuyển làm giáo viên. Như vậy thì có thể tận dụng công việc, nhẹ nhàng đi đào số tiền đó. Nhưng một gã côn đồ muốn làm thầy giáo không hề dễ dàng chút nào. Trong lúc chờ phỏng vấn, Chris phát hiện số người đến phỏng vấn đông như kiến. Bây giờ mục tiêu chính của anh ấy chính là loại bỏ các đối thủ cạnh tranh này. Chris đứng dậy, âm thầm đến bên tường, đập hỏng thiết bị báo cháy. Nghe thấy còi báo động, các ứng viên đều sợ hãi bỏ chạy. Lúc này hiệu trưởng mở cửa ra, Chris liền úp cái nồi này lên đầu học sinh bên cạnh. Hiệu trưởng nhìn thấy có mỗi mình anh ta đến phỏng vấn, cũng không có lựa chọn nào khác, lập tức tuyển dụng anh ta. Như vậy Chris còn chưa học xong tiểu học, bàng hoàng trở thành một giáo viên cấp 2. Hiệu trưởng yêu cầu Chris cung cấp chứng chỉ giáo viên, nhưng Chris làm gì có, đành phải đi lấy trộm. Anh ta nhìn chúng cô giáo ngu ngơ Miley, nhờ vào vẻ đẹp trai của mình, hẹn cô ấy đi uống cà phê, sau đó nhân cơ hội cho thuốc vào. Sau khi Miley ngất đi, Chris lấy trộm chứng chỉ giáo viên của cô ấy, sau đó sửa đổi tên, rồi in ra, biến thành của mình. Ngày hôm sau Chris đeo cặp kính, giả bộ thành người có học thức, nhưng mới chỉ được một phút, anh ta đã bại lộ thân phận thật của mình, gặp phải học sinh cố ý giơ ngón tay thối với mình. Liền đi tới đạp một nhát, hoàn toàn không coi các học sinh là chủ nhân tương lai của đất nước. Chưa ăn sáng, liền giành hamburger của học sinh. Những giáo viên khác đang bận họp, còn anh ấy bận đổ rượu vào trong hộp sữa. Bởi vì cô giáo trước đây nhảy lầu, phải nhập viện, bây giờ lớp học rốt không có giáo viên dạy, Miley bị hiệu trưởng phân tới lớp đó. Miley nhìn ngây thơ hiền lành rất dễ bắt nạt, kết cục không nói cũng biết. Cô ấy cầm phấn chuẩn bị viết lên bảng, đột nhiên biến thành thứ gì đó nhơm nhớp dính dính. Cô ấy vặn vòi nước định rửa tay, nhưng cả người bị phun ướt sũng. Sau đó cô ấy cầm khăn mặt bên cạnh để lau, nhưng càng lau càng đen. Cô ấy đang định chạy ra khỏi phòng, kết quả cầm phải một bãi xít. Mùi hôi thối này khiến Miley hoàn toàn sụp đổ. Nhưng rất nhanh sau đó cô ấy phát hiện chứng nhận giáo viên của Chris là do ngụy tạo. Vì vậy cô ấy yêu cầu Chris đổi lớp học với mình. Hiệu trưởng không nói nhiều lập tức đồng ý. Như vậy thầy giáo lưu manh trở thành chủ nhiệm của lớp học cá biệt này. Anh ấy hoàn toàn không coi đám học sinh này là gì. Nhưng không ngờ rằng mới tiết học đầu tiên anh ấy đã gặp xui xẻo. Khi mở tủ ra để lấy danh sách điểm danh, khởi động cơ quan, bị thứ chất nhầy ghê tởm đổ tung tóe vào người. Vừa ngồi xuống điểm danh, lại bị dính chặt mông vào ghế, khó khăn lắm mới đá được chiếc ghế ra, định về nhà thay quần áo. Kết quả chiếc xe cùng bị gai, ngay lập tức lông chim bắn tung tóe. Những trò đùa quái thai của đám học sinh khiến Chris vô cùng tức giận. Ông đây đã phải chịu ấm ức như vậy bao giờ đâu. Ngày hôm sau Chris mang vũ khí bí mật đến trường học. Vừa bước vào lớp, đám học sinh vẫn như cũ không coi anh ra gì. Có học sinh trực tiếp trốn tiết luôn. Chris liền ra ban công, lấy súng bắn sơn, ngắm chuẩn về phía đám học sinh trốn tiết. Sau đó mọi người bị bắn cho tơi tả, người đầy màu quay về lớp học. Tiết tiếp theo là tiết học bơi của cô Millie. Đám nữ sinh đã make up không chịu xuống nước. Sau đó Chris lập tức bế cô ta ném xuống hồ bơi. Có nam sinh phản kháng, vậy thì cho cưng nếm thử thủ đoạn của xã hội đen nhé. Chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn ngồi trong lớp, chờ tiếng chuông hết tiết vang lên, Chris cũng chả buồn quan tâm bọn nhỏ học học không. Buổi tối hôm đó, Chris đang đào hầm, vô tình phát hiện hộp chôn cất thời gian của Millie. Mở ra xem bên trong toàn là những bí mật thời học sinh của Millie. Thích một anh chàng nhưng không dám tỏ tình, bởi vì trên mặt nổi mấy cục mụn, phiền muốn chết luôn. Lúc bắt đầu Chris vừa đọc vừa cười, nhưng đọc đến đoạn sau cười không nổi nữa, bởi vì chuyện này khiến anh ấy nhớ lại về thời học sinh của mình. Anh ấy cũng muốn là một học sinh tốt, nhưng chỉ vì một câu phê bình của cô giáo khiến anh ấy tổn thương, vì vậy mới bắt đầu trở nên ngỗ nghịch, cuối cùng cướp ngân hàng rồi bị tống vào tù. Nghĩ đến đây, Chris nhận ra nếu như học sinh của mình không thay đổi tình trạng này, sau này cũng sẽ đi vào bước xe đổ của anh ấy. Nghe nói đám học sinh thích làm ngụy quân tử, Chris quyết định đưa cả lớp đi trải nghiệm thực tế, để bọn họ tận mắt nhìn thấy cuộc sống của ngụy quân tử. Bước vào phòng liền ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên, con rán to đùng bò ở khắp nơi. Các học sinh suýt chút nữa thì nôn ọe. Bọn họ cứ cho rằng làm ngụy quân tử là một chuyện rất ngầu lòi. Chris mặc dù rất côn đồ, nhưng anh ấy lại khai thác được tiềm năng của học sinh. Anh ấy phát hiện một học sinh rất có năng khiếu biểu diễn, vì vậy liền cổ vũ cậu ấy tham gia vào nhóm kịch. Quả nhiên cậu ấy đã được chọn, còn được làm nam chính, lấy được giải nhì của cuộc thi. Sau đó bắt đầu quá trình tẩy não. Chị đại của lớp, tôi thấy em rất giỏi,
Em là người có khả năng nhất trong lớp đấy. So jemand wie du, das passiert dann nur alle 10 Jahre. Oh mein Gott. Cô ấy kích động hạ quyết tâm, quyết định phải đi trước nhân loại, bắt đầu tiến hành nghiên cứu khoa học. Từ đó các cô cậu đắm chìm trong khoa học, cuối cùng còn tạo ra được máy tự động trang điểm, trở thành niềm tự hào của thầy giáo. Thầy Chris không phải là người nghiêm ngặt cứng nhắc, vì vậy đã trở thành giáo viên được yêu thích nhất. Anh ấy dựa vào số phiếu cao nhất, trở thành thầy giáo ngầu nhất. Còn cô giáo Millie thậm chí không được đề cử. Việc này khiến Millie đau lòng vô cùng. Chris nói với cô ấy, muốn hòa nhập với đám học sinh đó, anh ấy có một cách. Dưới sự dẫn dắt của hai thầy cô, tất cả học sinh trong lớp âm thầm đi sơn sửa chiếc tàu hỏa. Khi nhìn thấy cô giáo Millie tự mình vẽ những hình thú vị, các học sinh đều cảm thấy cô giáo Millie cũng không phải người quá cứng nhắc. Ngày hôm sau cô giáo Millie dạy thay Chris, học sinh cũng chủ động chào hỏi cô ấy, cũng tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài. Việc này khiến cô ấy tràn ngập tự tin, mà quan hệ của Chris và Millie cũng dần trở nên thân thiết hơn. Thậm chí mẹ của Millie lúc tới nhà dục kết hôn, Chris giả vờ là bạn trai của cô ấy, dùng kỹ năng diễn xuất như thật, lừa được mẹ của Millie. Khi Millie đang định bày tỏ, Chris đã bỏ đi, bởi vì anh ấy biết rằng mục đích thật sự của anh ấy là đào tiền. Nếu như Millie biết sự thật, mình nhất định sẽ trở thành tội đồ. Một hôm sau đó anh ấy lại đi đào, cuối cùng đã phát hiện ra khoản tiền đó. Nhưng anh ấy lại không cảm thấy vui vẻ, bởi vì điều này có nghĩa là đời giáo viên của anh ấy sắp kết thúc rồi. Công việc ở đây vừa nhẹ nhàng vừa vui vẻ, còn có thể thó đồ ăn vặt của học sinh. Anh ấy thích cuộc sống như vậy. Nhưng bây giờ chuyện quan trọng là phải lấp cái hang này lại đã. Tuy nhiên vì cái hang này được đào quá sát mặt đất, trong tiết thể dục, một học sinh béo nhảy lên, sau đó rơi bụp vào cái hố. Hang động xuất hiện trước mặt Millie, cô ấy liền bò xuống dưới. Đúng lúc gặp phải Chris đang lấp hang, Chris sợ cô ấy báo cảnh sát, lập tức nói ra sự thật. Nhưng Millie vô cùng tức giận, không muốn nghe anh ấy giải thích. Chris cũng bởi vì vậy không còn mặt mũi ở lại trường học nữa, đành quyết định xin thôi việc. Ngày hôm sau Millie đến trường, các học sinh đến tìm cô ấy, hy vọng cô ấy có thể khuyên thầy Chris quay trở lại trường làm thầy giáo. Nhưng Millie đã hoàn toàn tuyệt vọng về Chris. Sau khi đến lớp học, các học sinh nói thầy Chris bảo bọn họ tìm một bức ảnh có thể động viên chính mình. Nhưng bức ảnh của Chris lại chính là ảnh của Millie. Lúc này bạn của Chris tìm tới cô ấy và đưa cho cô ấy một bức thư. Thì ra ở đây, trong ngôi trường này, Chris đã quá chán với cuộc sống lưu lạc đầu đường xó chợ. Anh ấy cũng nhận ra Millie và đám học sinh dễ thương như nào, khiến anh ấy muốn thay đổi bản thân, sống một cuộc sống mới. Số tiền đó anh ấy sẽ không chiếm một mình, mà dùng để sửa sang lại nhà thể dục của trường. Việc này khiến Millie cảm động vô cùng. Tuy nhiên Chris lúc này lại đang đi tìm đồng đội cũ của mình, muốn cướp ngân hàng tiếp. Kết quả bị học sinh đi ngang qua nhận ra, lần lượt bảo anh ấy quay về dạy học. Chris suy nghĩ một hồi lâu. Khi anh ấy nhìn ra ngoài cửa, thấy chiếc tàu hỏa được sơn hình trước đây, đúng lúc đi ngang qua. Lúc này trong lòng Chris đã có đáp án. Anh ấy từ bỏ kế hoạch cướp ngân hàng, lựa chọn làm một người ngay thẳng. Anh ấy xuống xe, dắt các học sinh rời đi. Lúc qua đường, còn bảo vệ các học sinh của mình, mà học sinh cũng rất tin tưởng, nắm chặt tay của anh ấy. Cuối cùng Chris tìm tới Millie, hai người ôm chầm lấy nhau. Bởi vì học sinh của lớp trừ khử giáo viên này thành tích càng ngày đi lên, hiệu trưởng không ngại làm giả, giúp Chris làm giấy chứng nhận, khiến anh ấy trở thành giáo viên chính thức của trường. Cách dạy của Chris ban đầu là dùng bạo lực, sau này là dùng tấm lòng. Bản chất của giáo dục chính là một đám mây đẩy một đám mây khác, một tâm hồn đổi lấy một tâm hồn khác. Không có học sinh không thể dạy được, chỉ có giáo viên không biết dạy mà thôi.